Xin chào tất cả các phụ huynh, ban giám khảo và các bạn học sinh. Em tên là Trần Huy Thương, năm nay em 12 tuổi. Em đã học tại trung tâm thi nhạc được 5 tháng. Kể từ khi học thi nhạc từ 9 tháng 8, em cảm thấy lo sợ và căng thẳng khi em không có một bàn tay đi luyện để đánh những bài hát từ khi được các cô giáo, thầy giáo trong trung tâm thi nhạc giảng dạy tận tình, em đã có thể có một bàn tay đi luyện và đánh được những bài hát rộn ràng. Sau đây em xin trình bày bài hát Can Can nhạc sĩ Chanh Up the Best.